Hiện tại bây giờ đang là 4 giờ sáng rồi các bạn. Áo quan của em Mụi thì trước là nằm ở chỗ ngón tay mình chỉ đây. Còn bây giờ là đã chuyển sang phía bên trong nhà to này. Chỗ này là bàn thờ của tổ tiên. Và mấy thầy mo đang làm những cái thủ tục cần thiết. Lát nữa sẽ đưa em Mụi lên chỗ an nghỉ cuối cùng. Ông chồng sẽ toàn toàn tí đàn kinh bò bò phong con hộ quê mình không biết là các thầy đang làm gì, nhưng mà cầm một quyển sách đi để đọc và cầm theo một ngọn nến nữa. Đi vòng quanh nhà các bạn. Vừa rồi là đi bên phía ngoài nhà rồi, bây giờ là đi bên trong nhà, cũng đi vòng quanh nhà. Đi qua chỗ buồng ngủ, 2-3 buồng ngủ. Buồng ngủ là ở phía bên này. Còn phía bên này đó là cái khu vực thờ đấy. Và cái áo quan của em Mụi nằm ở phía bên ngoài. Giờ là gần 5 giờ sáng rồi. Và bên này thì thanh niên của bản đang chuẩn bị làm cái cáng các bạn, để đưa tiễn em lên khu ở trên kia. Đây, bên ngoài này thì bà con đã tập trung rất là đông đủ rồi. Đi vào phía trong nhà là mình thấy có một cái là em Nhị ngồi ăn cơm ở đây. Hình như là không đi lên tiễn đưa đâu các bạn. Tí là Nhị là không đi theo dân bản đi lên trên đâu đúng không chú? Cho nên là dân tộc như thế. Thế là em ngồi chị chuẩn bị đi rồi thì ngồi với cháu đây này. Lại ở nhà ăn cơm. Ăn cơm. Ăn cơm uống ăn rượu. Ăn rượu. Khỏi phải lo hồn vía của bà con mình trên này như thế. Phải lo hồn vía không được đi theo vợ đi nữa. Như thế. À sợ là hồn vía mình đi theo vợ. Hồn vía. Đây thì anh em khoảng hơn bốn giờ tiếp tục công việc. Bên kia những cái thủ tục mà cúng bái tang lễ là xong hết rồi. Bây giờ cất xong là các thầy làm thủ tục thôi. Bên kia là xong hết rồi, thấy nãy thầy bảo là chờ đến giờ 5:30 là ra đồng mà. Và xong hết rồi, cái này thì đây đang đợi anh em dây kia lên. Đấy, cái sáng nay là buổi sáng nay là đưa em đi an táng về nơi ăn nghỉ cuối cùng nữa, là chung nữa là khoảng 5:30 đến 6:00 là ra khỏi nhà.
đau cực kỳ rồi. Bây giờ anh em ít quá đau được người kia lên. Thế hai đứa trẻ con này cãi với lại cháu ít thì có đi đứa này đứa lên cả kia. Là phải đi đấy à, cả phải đi ừ. À, rồi, rồi đi qua là làm gì bên đấy. Vài phút nữa đưa mụ lên phía trên kia rồi biết là ông thầy làm cái này để làm gì nữa mẹ nó có đây hiện tại bà con dân bản đã đưa em Mụi đến nơi an nghỉ cuối cùng rồi các bạn. Cái chỗ này nó khá là dốc và nó gần với cái khe nước, phía dưới này là cái khe nước, xung quanh đây là nương quế của bà con. Không biết cái nương quế này là của nhà Mụi hay là của nhà ông bà nội nữa. Đây, vừa rồi là anh em có khiêng đi qua con đường đi xuống này, cực kỳ dốc luôn các bạn. Nhà thủ có yêu không? 7 vào đó không phải. Nhưng mà gắn keo chắc cũng xuống. Nhưng mà gắn keo thì khó mở đấy. Không gắn đâu, không gắn đâu. Mở chỉnh lại cái màn mũi. Này, tháng này nó buộc không cho trắng ngang thang. Quỷ chết.
Rộng quá nhỉ, cái đoạn này. Xuống tí nữa là không phải đất của nhà. Đây là cái nương quế của nhà em mụ các bạn. Cái chỗ thưa thưa này đi xuống là của nhà khác đúng không? Dập quá không đứng nổi. Khi nó lên chắc phải cho ra bên khổ. Về là kiểu gì? Con gà nhảy lên là ấy à? Chống hết hơi rồi. Nào nhấc mày đâu. Nhấc bổng bổng dưới đi đấy. Bốc. Cầm tay bốc ấy mà. Cái này không có ai à? Rồi, ok rồi. Tư ra. Lên. Ra tiến đó. Tư ra. Thằng Kiều mà ra đi. Ra đi ra đi. Kiều ra đi Kiều. Kiều. Ra được rồi. Kiểu ấy, phải ra đi. Từ từ nhá, đứng lên bờ, đứng lên bờ. Đứng lên bờ xong cái hạ xuống nhá. Từ từ. Tí là bỏ luôn. Dịch dây lên đây nhá. Như trùng mà. Không không, thả bên kia nó mới kéo sang bên này. Đẩy lên đi, đẩy lên đi. Đẩy lên tí. Đẩy lên nhá. Nhấc lên đằng sau nhấc lên. Rồi. Cái mà tao đưa cho miền tặc khoai mảng phở. Xong là nhà đâu ra chỉnh đi. Liêu chìa khoai này. Liêu chìa khoai này. Ô liêm tu này bé à? Bé rồi. Vậy chỉnh chân tay nữa. Chân tay nó chuẩn. Chân tay nó chuẩn. Không bản thân thứ nhất là đường có mặt sách. Thứ nhất là tổng có là. Đấy. Mở ra xem tử tế đi. Chỉnh mặt, chỉnh mũi, chân tay. Không, chân tay chắc không cần. 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 Anh em mà mang đi xuống đây mà không chỉnh, không biết. Chân tay chắc không cần. Điện thoại phú à? 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 Quất thì bà tải cho nó ăn, tao ăn được. Bà tải tao ăn được không? Tao ăn được không? Được luôn đó. Bán đếm, bán tốt cơ. Được bà, được bà. Bà đi tổng hồ. 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 Đấy một cây dài cắm bên kia làm đích đi. Ta cọc để gì nữa? Ơ cũng lấy cây chặt à? Đây là cái đuôi cái đây lên nè. Đi dài này. Đi cắm bên kia làm đích cũng mốc không? Chỗ u lên đấy. Lên cái này bây giờ câu thả một cái tả ly nó khỏe lên từ gốc của cái này cho nó thoải mái xuống nhé, đừng cho đứng mà cứ thả xuống làm dành cho nước chảy ra bên. Ở bên cái nương quế này nó có rộng không nhỉ? Khoảng diện tích khoảng cái cũng khoảng mấy nghìn mét vuông đấy nhỉ? Cho phép cho khôn cả. Bà con bảo đây cái nương quế này do chính tay trồng các bạn. Đi, mày
được 4-5 năm rồi. Đây này, có những cây mình đang cầm đây này. To, cao lắm rồi các bạn. Thấy bảo là 3 tháng sau là quay lại ấy tiếp à anh? 3 sáng. 3 ngày tiếp à? Sáng ngày kia. À 3 sáng à? Ừ, tưởng là 3 tháng. Hôm nay là 1 sáng rồi, sáng mai, sáng ngày kia. Luôn đá trên này nó phải là 3 ngày. Hôm nay là tiếp 1 ngày rồi. Một sáng nay là tiếp 1 sáng rồi đấy. Sáng ngày kia. Ừ, sáng ngày kia. Sửa lại. Hôm nay đi có 3 sáng. Đúng rồi, đôi mấy người đôi một cây. Không có. Bắn cắm ở đây ngoài này được mà. Đây này Phật đạo vuông vắn đi xong. Thấy đây này đốt đống xong thì chia nhau thôi mà. Đốt đi đốt luôn mà cả một củ đấy. Đây cho vào đây này. Ủa đốt lá quế, lá quế kia. Đây đốt lá quế thì cái này không chịu nổi đâu. Đây là anh em bà con mang em đi mụi đi an táng, nghĩa là công việc an táng cho mụi đã hoàn tất. Là mấy giờ rồi em ơi? Bây giờ là hơn 7 giờ, 6 giờ 13 phút rồi. Bây giờ 16 giờ 13 phút, anh em dậy từ đêm và chuẩn bị và đưa đi. Thì là hôm nay thì cái lễ an táng của em thì đến giờ phút này thì tất cả bà con được sự giúp đỡ của bà con rồi anh em bạn bè làng xóm, thì đến giờ phút này thì em cũng đã về nơi an nghỉ cuối cùng và thay mặt các gia đình thôn bản cũng sẽ cảm ơn tất cả bà con trong thôn đã đến giúp đỡ để em đi ăn nghỉ nơi cuối cùng được. Sự cảm ơn của gia đình thì cũng thay mặt cho gia đình một lần nữa xin được cảm ơn tất cả bà con và anh chị em làng xóm đến giúp đỡ cho gia đình ạ. Tiếp theo công việc thì còn một phần công việc nữa thì mong bà con sẽ giúp đỡ gia đình. Sau khi bữa cơm này thì sẽ tiếp tục cúng cái con lợn kia và sẽ hoàn thành tốt tiếp cái công việc của công việc tiếp theo. Xin bà con ăn một bữa sáng. Đấy, vừa rồi quý vị cũng nắm bắt được những cái thước phim của anh em ghi hình lại cái lễ an táng và mai táng của em Mụi đã được thành công trong sự giúp đỡ nhiệt tình của tất cả bà con làng xóm. Một lần nữa anh em team xin được cảm ơn tới tất cả bà con. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Công việc của em đã đi về nơi chín suối được tốt đẹp. Cảm ơn các chú nhá, cảm ơn các anh nhá. Vâng. Các cháu là cũng chia sẻ với gia đình. Vâng. Thì ăn cơm đó. Vâng. Anh ăn cơm đấy. Vâng. Vâng. Công việc của em nó cũng nói chung là giờ này thì nó cũng hoàn tất rồi các chú ạ. Vâng. Đào sâu chôn chặt rồi. Mong có cái điều gì thì đấy thì bà con cùng với gia đình thứ lỗi cho anh em cháu. Xin cảm ơn chú nhá. Cảm ơn cháu nhá. Vâng. Cảm ơn cháu nhá. Cảm ơn anh em team nhá. Rồi, thế cho luôn à? Hả? Về luôn à? Có khả năng anh em xin phép luôn. Không ăn sáng cơm, ăn sáng. Thôi. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Một lần nữa đến tiếp tục cái công việc của cái nhà kia về mai kia rồi các chúng ta sẽ gặp nhau nhiều nữa. Rồi. Anh em vẫn sẽ tiến hành mà làm nốt cho em đấy. Có lẽ video tới đây cũng xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những tập phim tiếp theo. Xin chào quý vị và các bạn. Mùng chế thôi. Ăn sáng chưa? Thôi công việc của vợ em xong rồi nhé. Vâng.
giờ này nó hoàn tất mọi thủ tục rồi, vừa đi an táng mai táng xong rồi. Em cố gắng nhá, giữ gìn sức khỏe, cố gắng vượt qua cái giai đoạn này nhá. Vâng, rất cảm ơn anh em. Thôi, cố gắng giữ gìn sức khỏe còn nuôi hai đứa con nhá. Vâng. Bạn này chăm ngoan học giỏi nhá. Lúc nào cần đi học phải giữ cái lộ nữa nhá. Chốt cua tay ấy. Chốt cua cả. Bắt tay ấy. Có cảm ơn bác. Ngoan nhá. Bạn này nữa. Bác đi về đấy. Nhá. Mai kia bác lại lên làm công việc gia đình ổn định đi đã. Bác lên nhá. Em bye bye cả. Bye. Em bye bye cả. Bye cả. Bye bye. Bye bye. Bye.